Lê Thanh Hải một đại gian thần. Vì sao đảng để ông ta thoải mái tàn phá đất nước? Vụ án Vạn Thịnh Phát đã bị xét xử với số tiền chiếm đoạt lên tới 304.000 tỷ đồng, lớn hơn tổng số tài sản của các tỷ phú Việt Nam cộng lại. Với số tiền lớn như vậy, bà Trương Mỹ Lan không thể thực hiện một mình mà cần phải có sự trợ giúp của những kẻ có quyền lực trong một khoảng thời gian rất dài. Ông Lê Thanh Hải có một nhiệm kỳ làm chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và hai nhiệm kỳ làm bí thư thành ủy thành phố này. Song song việc thăng tiến quyền lực của ông Hải có sự lớn mạnh của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Điều đang nói là Vạn Thịnh Phát đã đầu tư vào nhiều dự án bất động sản thuộc hàng đắc địa tại Sài Gòn, trong đó có nhiều khu đất mua nhưng rồi lại bỏ hoang, không khai thác. Nếu nói Vạn Thịnh Phát là nhà đầu tư bất động sản thì tại sao họ lại lãng phí đến như vậy? Hay họ chỉ dùng bất động sản như bình phong để che giấu lĩnh vực kiếm tiền thật sự? Dù từng rất nổi tiếng với sự giàu có và thế lực, nhưng trước khi bị bắt, bà Trương Mỹ Lan vẫn giữ bề ngoài vô cùng kín tiếng. Phải chăng bà muốn giấu giếm việc làm ăn thực sự của mình? Gần đây, ông Lê Thanh Hải đã bị Bộ Chính trị cho cắt hết tất cả các chức vụ trong đảng, dù ông đã về hưu. Đây là động thái chuẩn bị để ông cựu bí thư thành ủy này bị bắt vào trạm giam. Đây cũng là động thái là chuẩn bị cho nhiều nhà quan sát đánh giá đã là quá muộn, nhưng thả muộn còn hơn không. Thực ra, việc bắt Lê Thanh Hải lúc này chỉ là cách cho người dân uống nước đường mà thôi, bởi những thiệt hại về kinh tế, về tinh thần của ông Hải và bộ sậu tay chân của ông đã gây ra cho người dân, đặc biệt là dân Thủ Thiêm, không thể nào bù đắp được. Hơn nữa, những người mất mát của dân, của nước không được quan tâm đúng mực bởi bộ máy tố tụng của chính quyền này cũng kiếm trác không nhỏ từ số tiền mà những quan tham kia có được. Vụ chuyến bay giải cứu, vụ Việt Á vân vân là những minh chứng rõ nhất cho điều đó. Và rồi, có ai được trả lại tiền đâu kia chứ? Người dân đã mất và vẫn mất. Bộ máy cầm quyền đã không thể ngăn cản được một quan tham như Lê Thanh Hải lúc ông ta còn tại chức mà chỉ bắt nguội khi ông ta về hưu. Thì câu hỏi đặt ra là đảng có làm được vai trò bảo vệ nhân dân trước đại dịch tham nhũng tràn lan hiện nay hay không? Câu trả lời là không. Bởi bắt nguội quan tham sau khi đã để cho họ tàn phá đất nước thì khó có thể khắc phục hậu quả mà những kẻ này đã gây ra. Việc bắt nguội Lê Thanh Hải cũng cho thấy sự vô năng của Đảng Cộng sản. Điều này cũng khẳng định dù ông Nguyễn Phú Trọng có nỗ lực đốt lò bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không ngăn chặn được, thậm chí không thể hạn chế được tình trạng tham nhũng tràn lan như hiện nay. Sau chục năm đốt lò, thực tế đã cho thấy ông Trọng càng đốt thì tham nhũng càng bùng phát mạnh hơn trên khắp cả nước, và những vụ sau lại lớn hơn những vụ trước. Liên tục có quan chức do chính tay ông Trọng lựa chọn đưa vào Bộ Chính trị và Ủy viên Trung ương Đảng lại bị bắt vào tù nhiều nhất. Không thể ngăn chặn được quan tham khi những kẻ này đang nắm quyền, thì liệu đảng có ngăn chặn được các quan chức có dạ tâm bán nước hay không? Thông tin nội bộ cho biết, suốt trong thời kỳ làm lãnh đạo thành phố lớn nhất đất nước, Lê Thanh Hải có quan hệ mật thiết với gián điệp Trung Quốc. Ông ta đã giúp cho các thế lực nước ngoài trục lợi trên đầu người dân thành phố nhiều chục tỷ đô la Mỹ trong thời gian rất ngắn. Át hẳn khi công bố thông tin khởi tố Lê Thanh Hải, chính quyền này sẽ ém đi hành động bán nước của ông cựu bí thư họ Lê. Có thể nói ông Lê Thanh Hải là một đại gian thần, mà ngay từ khi ông còn nắm quyền, người dân đều đã biết như vậy. Chuyện ông Hải có kết nối với cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang là đề tài mà người dân đã bàn tán từ nhiều năm qua. Ông Hải đã gây ra bao nhiêu oan khuất cho người dân Thủ Thiêm, ông nâng đỡ cho bà Trương Mỹ Lan cũng đều là những câu chuyện không hề mới mẻ. Tất cả những việc này, người dân đã lên tiếng từ lâu, từ khi ông còn tại chức. Thế nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam đã không hề trừng trị đại quan tham này, mà tìm cách trừng trị những người lên tiếng đó. Và kết quả, ông Hải đã tàn phá nền kinh tế của đất nước một cách khủng khiếp, đặc biệt là tại Sài Gòn. Cũng như tội ác của ông này gây ra cho rất nhiều người dân thành phố là không thể bù đắp được. Nếu vì dân, vì nước thực sự, Đảng Cộng sản phải cho bắt Lê Thanh Hải ngay khi ông ta còn đang đương chức,
chứ không thể ông ta ung dung ngồi ghế quyền lực, rồi tha hồ hại nước, hại dân, rồi còn hạ cánh an toàn suốt 8 năm qua như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Lê Thanh Hải, một đại gian thần, vì sao đảng để ông ta tàn phá đất nước. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đề. Tranh giành Bộ Công an, ba con sư tử tấn công ba con báo, cửa nào dành cho loài báo đây? Vào ngày 17 tháng 10 năm 2020, ông Nguyễn Phú Trọng đưa ông Nguyễn Văn Nên, khi đó đang là chánh văn phòng Trung ương Đảng, để về Sài Gòn tiếp nhận chức bí thư thành ủy. Khi mới về làm lãnh đạo của thành phố, ông Nguyễn Văn Nên là ủy viên Trung ương Đảng. Đây là tiền lệ chưa từng có trước đó, bởi bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh luôn phải là ủy viên Bộ Chính trị. Tuy nhiên, lúc đó, thế lực của Tổng Trọng bao trùm trong đảng nên ông cứ tạo ra tiền lệ riêng cho mình. Bố trí cho Nguyễn Văn Nên làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh trước, rồi sau đó đưa vào Bộ Chính trị sau. Đến đầu năm 2021 thì quả thực ông Nguyễn Văn Nên được ngồi một ghế trong Bộ Chính trị. Hiện nay chức Bộ trưởng Bộ Công an đang được dư luận rất quan tâm. Vị trí này lâu nay cũng do Ủy viên Bộ Chính trị nắm giữ. Dựa vào tiền lệ này, một số phân tích cho rằng tân Bộ trưởng Bộ Công an kỳ này phải là một trong các Ủy viên Bộ Chính trị, và từ đó người ta đưa ra ba cái tên Phan Đình Trạc, Nguyễn Hòa Bình, Trần Cẩm Tú hoặc Phan Đình Trạc, Trần Cẩm Tú, Nguyễn Văn Nên. Cũng dựa vào tiền lệ này, người ta đã loại ba cái tên khác, đó là Trần Quốc Tỏ, Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc. Chế độ này là vô pháp, từ ngoài xã hội cho đến trong nội bộ của Đảng Cộng sản. Đối với dân thì chính quyền hành xử theo kiểu luật là tao, tao là luật. Giữa các đồng chí với nhau, kẻ nắm quyền cũng áp dụng quy tắc kẻ mạnh, luật là tao, tao là luật. Mà người thực hiện điều này nhiều nhất chính là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Luật đảng giới hạn tuổi, giới hạn số nhiệm kỳ và đặt điều kiện về sức khỏe lãnh đạo, nhưng Tổng Bí thư có xem đảng luật ra gì đâu. Ông vẫn phá bỏ, vẫn áp dụng điều kiện ngoại lệ cho mình và chà đạp lên cả điều lệ đảng. Với vị trí Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trọng cũng phớt lờ tiền lệ của đảng để đưa một ủy viên Trung ương Đảng về nắm chức này. Hay ở đại hội lần thứ 13 của đảng, ông đưa ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa lên nắm chức trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Vị trí trước đó đều do ủy viên Bộ Chính trị nắm giữ. Nhưng không ai dám bắt bẻ ông cả. Ông đang là kẻ mạnh nhất thì ông có quyền, chỉ đơn giản có vậy mà thôi. Vào ngày 14 tháng 5, tờ báo BBC tiếng Việt có bài Ai có thể làm Bộ trưởng Công an nếu ông Tô Lâm nhận nhiệm vụ mới? Trong đó tác giả đưa bài viết ba cái tên, đó là ba ủy viên Bộ Chính trị gồm Phan Đình Trạc, Nguyễn Hòa Bình, Trần Cẩm Tú. Đồng thời tác giả cũng gọi cho ba cái tên khác đều là ủy viên Trung ương Đảng nhưng hàm thượng tướng và thứ trưởng Bộ Công an, đó là các ông Trần Quốc Tỏ, Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc. Đây được xem là đánh giá thận trọng, bởi tiền lệ chưa có Bộ trưởng Bộ Công an nào chỉ là ủy viên Trung ương Đảng, nhưng chưa cũng không có nghĩa là sẽ không có. Mới đây nhất, một nguồn tin nội bộ cho biết đang bầu chọn Bộ trưởng Bộ Công an trong ba cái tên là Phan Đình Trạc, Trần Cẩm Tú và Nguyễn Văn Nên. Tuy nhiên, thông tin này không có cơ sở cho lắm, vì việc bỏ phiếu chọn Bộ trưởng Bộ Công an không có trong chương trình làm việc của Quốc hội. Đồng thời, trong thời gian này không có bất kỳ cuộc họp nào của Bộ Chính trị hay Trung ương Đảng để có thể quyết định vấn đề này. Bởi hầu hết các ủy viên Bộ Chính trị và ủy viên Trung ương Đảng đều là đại biểu Quốc hội. Trong nhóm 3 ủy viên Bộ Chính trị mà BBC đưa ra, theo một số nhà phân tích, họ có lợi thế hơn 3 ủy viên Trung ương Đảng. Ba ủy viên Bộ Chính trị được xem là ba con sư tử, còn ba ủy viên Trung ương Đảng chỉ được xem là ba con báo mà thôi. Dù sư tử có ưu thế hơn báo về sức mạnh, nhưng báo cũng có những lợi thế riêng của nó. Hiện tại ông Phạm Minh Chính tạm bố trí ông Trần Quốc Tỏ để điều hành Bộ Công an cho đến khi có bộ trưởng mới. Có khả năng các bên vẫn đang chiến với phe Hưng Yên để mà giành ghế bộ trưởng, nhưng
chưa ngã ngũ. Trận đấu giành cúp vô địch Bộ Công an vẫn chưa cất tiếng còi mãn cuộc. Phe dẫn bàn chưa chắc 100% đã thắng, phải đợi đến khi kết thúc đến chung cuộc thì mới rõ. Hiện giờ cơ hội cho phe Tô Lâm dù ít nhưng vẫn còn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin tranh giành Bộ Công an, ba sư tử tấn công ba con báo, cửa nào cho loài báo đây. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.